Xin chào mọi người ha. Tối nay mình giới thiệu đến mọi người laptop Lenovo ThinkPad L580 nha mọi người. Cái con máy màn hình 15.6 inch, có phím số rời bên hông để mình bấm dữ liệu rồi cho ok nè mọi người. Và phím thì rất là đã. Phím này là mình đã dán ký tự quốc tế lên rồi đó mọi người, mình dán phím quốc tế. Mình lâu lâu thì rảnh mình ngồi mình dán để mọi người thấy là sau khi dán phím quốc tế thì nó sẽ như thế nào, là nó sẽ đẹp như thế này nha. Phím này thì cũng tương đối đẹp, không có bị bóng nhiều đâu mọi người, bóng một vài ký tự thôi, bóng rất là ít. Nên là cũng không có ảnh hưởng gì nhiều mình dán luôn, mà mình có tặng kèm cho mọi người thêm một tấm nữa để cho mọi người không thích mọi người lột ra mọi người dán lại, nên là nó dễ vậy ha. Cái này thì mình dán rồi, là mình dán là tại vì có cái khuôn gần đúng như vậy mình muốn dán luôn để cho mọi người thấy sau khi dán là nó đẹp như vậy. Bàn rê chuột đẹp, góc cạnh là đẹp nha. Con này là i5 Gen 8 và RAM 16 GB. Cái phần ở này là mình thấy là tương đối đẹp. Màn hình là đẹp, không lỗi làm gì nha mọi người, nhưng màn này là màn HD thôi, không phải là màn Full HD đâu. Nhưng mà màu sắc nó rất là tươi và cũng rất là mịn. Trên dòng ThinkPad thì màu sắc của nó mịn lắm mọi người. Và sử dụng xài sáng trưng à, rất là ok luôn. Không, màn đẹp không lỗi làm gì đâu nha. i5 Gen 8, RAM 16 GB. SSD là 256 GB ha. Máy là hoạt động hoàn hảo. Pin nó thì trên 3 giờ, kèm sạc Type C ha, Type C Zin. Đây mọi người, sạc Type C nè, ngõ kết nối Type C USB HDMI, rồi mạng LAN, rồi thẻ nhớ, nói chung nguyên một dãy các ngõ kết nối. Bên này thì có ngõ USB, ngõ tai nghe. Máy thì đẹp á mọi người. Cái vỏ ở ngoài cũng khá là đẹp. A848 là cái mã mình đặt cho máy này ha. Hoạt động hoàn hảo. Tương đối, nói chung là mình thấy là đẹp đó, không có cái bên ngoài này thì quá đẹp rồi, nhìn rất là đẹp. A848 này mình báo giá mọi người là 8 triệu, lộn, 4 triệu 8 nha, 4 triệu 8 cho con i5 Gen 8 RAM 16 SD256 màn hình 15.6 inch. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình. Máy là hoạt động hoàn hảo, không có lỗi làm gì hết. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Ai chốt có thể inbox mình. Máy luôn luôn bao zin nên mọi người yên tâm về chất lượng. Nói chung là nhiều cái video mình không có nói là bao zin này, mà tất cả máy của mình đều có bao zin hết. Cho nên đó là mọi người yên tâm ha. Cảm ơn mọi người nhiều.